Hello, chào quý vị, quý anh chị trên Facebook. Cảm ơn một người bạn đã cho tôi cái xem cái video clip của ông Ngô Kỷ. Thì trước đây tôi có nói, khi ở Việt Nam tôi có nói rằng là tôi biết những cái gì tôi lên tiếng, thì nhất là những người như ông Ngô Kỷ họ sẽ lên tiếng, và tôi chờ đợi cái chuyện đó. Đối với tôi, khi tôi đã làm cái gì thì tôi chả sợ ai cả, tại vì tôi sợ thì tôi cũng có làm. Và dù sao tôi cũng ở cái cộng đồng gọi là cái thủ phủ của người Việt tị nạn cộng sản, ở Lido, Sài Gòn 30 mấy năm rồi. Tôi biết tất cả, có điều tôi muốn nói và không muốn nói mà thôi. Bởi vậy tôi không có ngạc nhiên những cái gì khi tôi về Việt Nam. Ok, tôi về Việt Nam tôi lên tiếng, tôi khen và tôi mừng vui cho một số dân cư ở những cái nơi tôi đến, cái đời sống an cư của họ khá hơn trước. Sẽ có những cái tiếng phản ứng ngay, những cái lời phản ứng chửi rủa bôi nhọ sỉ nhục ngay. Đối với tôi, ông Ngô Kỷ là người đấu tranh, nhưng mà cái chủ trương của ông là chửi. Chính khi còn ngồi với ông, còn có những dịp cà phê với ông, tôi cũng nói thẳng anh đấu tranh dân chủ. Tôi vừa nói vừa vừa cười, nhưng mà trong đó tôi nói thật, anh mà đấu tranh dân chủ cái gì, anh độc tài thay mẹ cho đấu tranh dân chủ cái gì. Thì quý vị ở trên Facebook á, quý vị chỉ cần ok không có đồng ý ông Ngô Kỷ cái điểm gì đó thôi, không cần phải chính trị, thì ông ta block ngay. Thì đó, qua đó chúng ta thấy được ok ông có là cái người dân chủ hay không. Và qua những cái lập luận của ông, từ những cái clip, hầu như clip nào ông chủ trương là chửi, thậm chí chửi nó mắng mắng cha chửi mẹ người ta nữa. Trong khi ông là một cái người lớn, thì sự thực á, cái tuổi trẻ nó chưa biết gì về chính trị. Nó vào nó nghe cái bậc trưởng thượng của nó lúc nào cũng cái màu cờ vàng, cái áo màu vàng, một bên vàng một bên cờ Mỹ á, mà tổ cha thằng này tổ cha thằng mà nào nọ như vậy, thì từ nhỏ nó sẽ đánh giá như thế nào cái bậc cha chú của họ. Sự thật á, tôi quen tôi ngồi nói chuyện, nhưng mà ok ngồi nói chuyện không có nghĩa rằng là tôi đồng ý với những cái việc làm nó làm. Thì bây giờ không phải vì cái vấn đề ông Ngô Kỷ lên tiếng mà tôi nói xấu, biết không, tôi không nói xấu. Nhưng mà cái quan điểm của tôi khác, tôi đã từng công bố mà, tôi không có vàng, tôi không có đỏ. Tôi nhận định với những cặp bằng cặp mắt trần của tôi không phải là nhà báo, và tôi cũng không phải là nhà chính trị, và cũng chả phải là nhà kinh tế. Tôi về Việt Nam thăm quê hương. Trước đây tôi đúng, tôi tị nạn cộng sản thật, nhưng mà sau khi Việt Nam họ mở cửa, tất cả họ welcome tất cả, thì tại sao tôi không có về? Tại vì sao tôi không có về? Quê cha đất tổ tôi, ông bà cha mẹ tôi vẫn còn chôn ở đó mà, tại vì sao tôi không về? Thậm chí tôi còn những cái người bạn đó đi, thì tôi về tôi có điều kiện hơn, thay vì bạn bè tôi nó có điều kiện, nó qua Mỹ nó tìm, nó gặp, rồi nó chơi với tôi không được ấy, thì tôi về bên Việt Nam có sao đâu. Thay vì một năm tôi có vacation, tức là có nghề phép á, tôi đi những cái quốc gia châu Âu hoặc Úc châu, thì tại vì sao tôi không về Việt Nam? Đó là cái vấn đề, cái lý do tôi về Việt Nam. Tôi về Việt Nam, đối với tôi ok tôi không phải là nhà chính trị. Nhưng mà ok đối với tôi á, tại vì tôi không có mưu lược gì cả, tôi không có mưu lược, tôi không có thủ đoạn về vấn đề chính trị gì cả. Tôi thấy Việt Nam nó phát triển thì tôi nói nó phát triển. Đối với tôi á, hồi xưa tôi đi, tôi nói thật, các cái thời điểm bấy giờ tôi đi á, là vì đói quá, nghèo quá và cực quá tôi đi. Cho lúc đó tôi vẫn chưa khái niệm vấn đề chính trị là gì. Cái thời bao cấp tôi mới mười mấy tuổi đó, 17 18 tuổi đó. Khi vậy, khi cộng sản vào miền Nam ấy, tôi lúc đó được 12 tuổi đó. Thì tôi còn làm sao tôi có khái niệm chính trị. Tôi đã từng nói ok bên trước 75 tôi ở với bên ngoại, thì sau 75 á, những cái người bên ngoại có một người ok một số người đi tù, thì bên nội có một cái số người về. Giữa lúc đó cái thời điểm bấy giờ thì tôi có cái hai cái niềm vui lẫn lộn, đó là ok ở bên ngoại đi tù ok thì buồn, nhưng mà bên nội ngược lại, những cái người mà chú bác anh em bà con của tôi á, mà tôi từng nghe ba tôi kể thôi, thì họ về, thì đó là cái niềm vui. Cái lần vui là tôi ít lắm là tôi gặp được những cái người thân của tôi, mà tôi chỉ được nghe trong nghe ba má tôi nói lại thôi. Đó. Tại vì sao mà tôi không có muốn tham gia chính trị ở bên này? Trước đây thú thật là tôi có, nhưng mà sau này tôi thấy ok tôi phải nói rằng là nó càng ngày nó giống như là một cái nồi cháo hẹ như vậy. Tôi nói có thể là quý vị chấm cộng có thể nó nói rằng ồ bây giờ tôi ăn được cái bạ của cộng sản rồi nên tôi chê.
Đúng ra quý vị nên nhìn nhận, lắng tai nghe những cái người chê mình, nếu mình cảm thấy rằng là ok nó đúng như những cái lời phê phán đó thì nên tìm cách để làm sao đó nó trở thành một cái nồi sôi thay vì nó là một cái nồi cháo hẹ, thì đúng hơn là quý vị chửi. Thậm chí nghe là những cái lời phê bình của mình, tôi thấy rằng là ok 43 năm qua những cái người chống cộng toàn là thích được khen, và ngược lại chê một cái rằng là họ sẽ chửi lại, hùa nhau chửi lại ngay. Thì chính chính vì cái lý do đó mà họ không có bao giờ trưởng thành được, họ không bao giờ trưởng thành được trong cái tư duy của họ. Ai chê ai khác biệt với mình là chửi ngay. Tôi về, tôi đã nói rằng tôi ghi rất là kỹ ở trong cái status đầu tiên, tôi về Sài Gòn đúng 10 giờ, 10 giờ check in ra khỏi phi trường là về tới khách sạn là 11, 12 giờ ngày mùng 2. Tôi ở Sài Gòn đến ngày mùng 6, đến ngày mùng 8, 6 ngày ở Sài Gòn tôi ra Đà Nẵng. Không phải là tôi lần đầu tiên tôi về cứ cách nhau 1 năm rưỡi hoặc 2 năm tôi về, và tôi thấy là cái sự phát triển rất là rõ rệt cái điều đó. Đó. Còn mọi người không có chấp nhận đó, cho đó rằng là ok phồn vinh giả tạo thì đó là quý vị. Nhưng mà trước mắt tôi thấy, song song đó tôi thấy những cái người bạn của tôi, hồi xưa thì họ thiếu thốn, họ có những cái nhu cầu mà họ không có tạo ra được. Từ ngày hôm nay là họ có những cái nhà họ trước đây thì về mỗi lần về là nóng nóng đổ mồ hôi hột ra. Nhất là ở Sài Gòn thì bây giờ ở nhà họ thì gắn được cái máy lạnh từ phòng ngủ phòng khách, thì tôi mừng cho họ chứ. Không lại tôi khóc à, tôi nói ok mấy ông gắn vậy là lo thôi, đừng cố gắng, bây giờ đem cái tiền đó giúp những cái người nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa. Hoặc là về Đà Nẵng tôi thấy ok cái dân cư Đà Nẵng của tôi á, nó phát triển rõ rệt. Tôi không cần biết là cái tiền đó, cái tiền đầu tư đó là của ai. Khi tôi nói lên thì có rất là nhiều người nói ô cái tiền đó là của tụi cộng sản, hoặc là của tụi tàu cộng, hoặc là của tụi đại hàng thế này thế nọ. Tôi không có khe cái đồng tiền của ai cũng là đồng tiền cả. Khi họ đầu tư vào á thì họ, tôi chỉ cần biết là họ đầu tư vững những cái vấn đề gì ở trong cái thành phố Đà Nẵng của tôi. Và tôi thấy họ đầu tư, phải nói rằng á, chính người bạn tôi cùng đồng về bên đó gặp nhau, chúng tôi ngồi ở ở cái bờ biển ở Mỹ Khê, tôi thấy rằng là khoảng 10 năm nữa thôi thì Đà Nẵng không có thua gì Hawaii, rất là đẹp và thậm chí đẹp hơn nữa. Thì chúng tôi ok chúng tôi khen khen cái xã hội phát triển bằng cái cặp mắt trần của tôi, chắc tôi không có lấy vì mục đích, tại vì bây giờ nhà nước cộng sản Việt Nam đang độc tài thế này thế này thế nọ, ok nó vẫn còn tham nhũng thế này thế nọ nên phủ nhận những cái thành quả đó, cái chuyện đó là cái chuyện khác. Tôi là một cái người bình thường, tôi về bên đó tôi thấy ok dân cư, thay vì trước đây cái xóm của tôi ở gần biển, thậm chí những cái người họ hàng bà con của tôi họ mò cua bắt ốc, họ đi chày lưới ở ngoài, họ ôm một rổ cá lên, họ đi bán nhiều lúc thậm chí đến chiều mới bán hết rổ cá. Thì bây giờ họ đưa lên tới bờ biển thôi là đã hết rồi. Nhờ đâu? Nhờ khách du lịch, nhờ những cái người đầu tư cái thành phố phát triển, nhờ cái khách du lịch tới. Tôi đồng ý những cái khách sạn xây rất là nhiều sao, 4 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao đó, ok, thuộc những cái người giàu có họ mới tới họ ở đó. Và chính những cái người giàu có họ, khi họ tới họ ở đó thì họ phải có những cái nhu cầu khác. Từ những cái người taxi trước đây không biết làm cái gì, chạy xe ôm thì không có, ngồi một góc phố nhiều lúc cả nửa ngày mới có được người kêu xe ôm chạy cái vèo lên chợ Cồn, tại vì thành phố Đà Nẵng rất là nhỏ, được 10 ngàn, 15 ngàn. Thì bây giờ những cái người đó bây giờ là họ lại mua xe trả góp. Tôi có những người trong xóm tôi họ mua xe trả góp được, tùy theo cái điều kiện của họ, họ có một thể mua cái xe, một cái xe của đại hàng, của Korea, hoặc là cái người có tiền thì họ mua cái Honda Civic. Họ vừa có phương tiện, chính những cái người đó họ nói với tôi họ có những cái phương tiện họ chở vợ con cuối tuần đi view, đi view, cái danh từ đó ở Việt Nam tôi mới học, đi view có thể rằng là ra Huế hoặc đi ra Suối Voi hoặc đi vào Hội An chơi, hoặc có thể đi xa hơn, hoặc là đi những người công giáo thì họ có thể chở gia đình đi hành hương La Vang chẳng hạn, hoặc là đi Trà Kiệu, và ngược lại trong những cái giờ khác thì họ chỉ ngồi nhà thôi thì họ chạy Grab. Thì đó là cái thu nhập của họ, nhờ đâu họ có những cái phương tiện đó, tại vì cái xã hội nó đang lên có những cái nhu cầu đi lại của những cái người địa phương và những cái người khách du lịch đến đó, họ mới tạo được những cái phương tiện đó làm để làm ăn. Rồi ok những cái người, khi tôi nói ra những cái thành phố như vậy, một cái thành phố nào khi người ta đầu tư không có ai mà đưa tiền bạc về một cái vùng nông thôn ok đang lầm than để họ đầu tư hết, họ phải tìm kiếm một cái lĩnh vực nào họ đầu tư. Cái thành phố Đà Nẵng á, thì về thì đương nhiên là họ đầu tư vào cái du lịch, tại vì đó nơi đó là cái vùng đất rất là đẹp. Thì chính những cái thành phố đó nó kéo
nó kéo những cái người nông dân hoặc là những cái người nông dân làm ra sản phẩm, họ chỉ cần buổi sáng gánh bó rau thôi. Thậm chí bây giờ ở Đà Nẵng có những cái họ không cần gánh ra Đà Nẵng. Trước đây thì thường thường họ gánh ra ngoài cái chợ Tam Giác là cái gần ga đó, họ bán suốt ngày á, không có hết rau, thậm chí rau rau khoai lang. Nhưng mà bây giờ là có những cái người về tận nông thôn để mua những cái rau đó để đi lên thành phố cung cấp cho những cái nhà hàng, cho những cái khách sạn, cho những cái nhu cầu tiêu dùng của những người dân trong thành phố. Thì đó là cái tôi mừng hay là buồn. Tôi đồng ý, ok, cái xã hội nào nó cũng có những cái vùng quê cả. Ở Mỹ đây á, tôi đã đi, tôi chạy xe trước, tôi đi đến rất là nhiều, có những cái vùng bây giờ họ, cái người dân Mỹ rất là nghèo, họ ở những cái nhà tiền chế, gió bão cái là nó bay hết nguyên căn nhà, tại vì cái nhà đó nó không có trụ móng gì cả. À, không phải là tôi nói vậy để tôi che đậy cho cái xã hội Việt Nam, nhưng mà tôi đang nói về vấn đề kinh tế. Bây giờ mừng thế nào? Bây giờ ok không lẽ vì ok tôi bây giờ tôi vấn đề tôi đặt nặng về vấn đề dân sinh. Bây giờ 94 triệu người, được 50 triệu người ok có cơm ăn, họ sống sung túc thì tôi phải vui chứ. Tôi vui với nợ, tôi vui vì không phải là 94 triệu người đều đói. Trong một cái gia đình cha mẹ sinh ra 10 đứa con, 10 đứa đều giàu hết, 10 đứa đều nghèo, thì bây giờ có được một hai đứa con nó giàu lên thì phải vui cho nó chứ, phải mừng cho nó chứ, nó khấm khá cho nó. Đó là cái đó là cái mục đích của tôi. Tôi về tôi thấy xã hội Việt Nam cái vấn đề chính trị tôi không có khe, tôi không có khe. Quý vị lật đổ được cộng sản thì quý vị lật, cái tham vọng của tôi còn hơn quý vị nữa. Tôi muốn ok ngủ giấc sáng mai á, cái nước Việt Nam á, nó sẽ giàu có, nó sẽ văn minh và nó sẽ tiến bộ như nước Mỹ vậy. Nhưng mà có được hay không? Hoặc là ít lắm nó sẽ như Singapore, nhưng mà nó được hay không? Lúc nào? 43 năm qua rồi. Những cái người mà chuyên môn hô hào lật đổ cộng sản như ông Ngô Kỳ á. Ok, tôi mong rất là mong ông lật đổ cộng sản. Trước đây á, ông từng nhớ không? Tôi chỉ nói cười thì ông nói lật đổ cộng sản, tôi nói sao lật anh Kỳ? Ông có câu trả lời hay không? Làm sao lật? Lật bằng cái mồm à? Vậy thực tế đi, tôi cũng mong muốn lắm, tôi thay đổi chế độ lắm. Tôi cũng mong muốn, ok, Việt Nam có một cái chế độ nó hoàn hảo như những quốc gia khác. Tôi thích lắm chứ, nhưng mà có được hay không? Không được á là ok, tất cả những cái thành tựu ở trong Việt Nam do người dân làm ra, mình đều phủ nhận hay sao? Có rất là nhiều người khi tôi đưa vấn đề lên ở Việt Nam á, thì họ inbox đòi tôi là tranh luận với họ. Sự thật tôi không cần thiết để tranh luận, tôi không muốn tranh cãi. Tranh cãi trong cái vấn đề mà ok, tại vì tôi biết đại đa số, tôi nói đại đa số những cái người chống cộng bên hội ngọ ấy là họ gài mình vào cái lý do để mà chửi bới. Tôi không có muốn để cho họ gài tôi vào bất cứ một cái tình thế nào cả. Tại vì sao? Nếu mà tôi muốn tôi có thể dừng xe, giống như bây giờ tôi có thể dừng xe ở đây tôi livestream, tôi phản bác lại những cái lời của họ. Tôi tự do tôi nói, tôi muốn nói tôi lúc nào tôi nói. Tại vì sao tôi bị lệ thuộc vào, ok, họ link vào cho tôi rồi họ muốn cắt đứt cái lời tôi nói lúc nào thì cắt đứt. Tại vì sao tôi dại dột vậy? Nếu mà từ trước đến giờ quý vị những cái người mà chuyên môn thách đố hoặc là ok là livestream vậy là những cái người tử tế đó thì tôi sẵn sàng. Nhưng mà quý vị nhìn lại quý vị có tử tế hay không? Tôi nói cái tử tế đây là cái vấn đề trong tranh luận. Quý vị có tôn trọng những cái ý kiến khác nhiều hay không? Tôi chưa bao giờ tôi thấy. Như là ông Ngô Kỳ chẳng hạn. Ông lên đó, ok, đối với tôi sự thật tôi nói ra thì có vẻ là hỗn. Đối với tôi ông Ngô Kỳ chỉ là một ông thờ chửi. Chả có cái lý luận gì cả, chả có một cái lý lẽ gì cả. Giống như ok, ông luật sư, ông Hồng ở bên Hilton đó. Ông sẵn sàng đó, nhưng mà ông Ngô Kỳ có dám hay không? Ông có dám, tại vì ông có thể là ông tranh luận với ông luật sư Hoàng Duy Hồng á, ông không có thể dùng lý luận được, ông dùng cái chửi. À, ông dùng cái chửi. Biết không? Nên ông không có dám, tại vì ông luật sư Hồng á thì ok dù sao ông còn có cái căn bản về vấn đề mà ok đối thoại. Ông nói đâu vào đó hơn. Chống cộng cái gì mà ok cứ một người bất cứ một cái người Việt Nam nào ở trong Việt Nam, tuổi trẻ trong Việt Nam nó cũng ok có rằng lằng lọc cái người chống cộng cho rằng đó là cái phồn vinh giả tạo đi. Nhưng mà cái người trong nước, tuổi trẻ ở trong nước á, nó có nhận định hay vậy hay không? Nó có chấp nhận cái chữ phồn vinh giả tạo hay không? Hoặc là phồn vinh giả tạo thật đấy, nhưng mà
tâm lý những cái người ở trong Việt Nam, họ thấy cái thành phố của họ, cái địa phương của họ càng ngày càng phát triển thì họ mừng. Khi mà lên là họ đến đây họ mừng cái là chửi, ô cái thằng đó là dư luận viên đồ bò đỏ. Thì quý vị chống cộng ở phải nói là 100 năm nữa không thành. Quý vị mà ok, người dân trong Việt Nam á, người ta chỉ sơ sơ không nói gì về vấn đề chính trị cả, thì người ta ok, chỉ ok không có đồng ý với những cái gì quý vị nhận định về cái xã hội Việt Nam thôi, nhất là về vấn đề kinh tế. Thì quý vị đã chửi cha mắng mẹ rồi, chụp mũ nó rồi á, thì quý vị thu phục được ai? Quý vị muốn làm cách mạng thì ít lắm, thì quý vị phải tâm lý biết cái nguyện vọng của người dân ở trong Việt Nam như thế nào để mà mời gọi họ. Ok, mời gọi họ cho đây, bất cứ một cái người nào khác biệt với quý vị là quý vị lên chửi cha mắng mẹ, chụp mũ cho nó là bò đỏ, dư luận viên rồi á, thì làm sao mà ai mà dám gần gũi với quý vị? Thì ok, quý vị làm sao lật đổ, lật bằng cái mồm à? Tôi nói tôi không có sợ, tôi đang ở Lille, Sài Gòn 30 mấy năm. Nếu ông Ngô Kỷ ok muốn kéo tôi, không là vô danh tiểu tốt thôi, có thể là ông không cần thiết để biểu tình thôi, mà nếu cần có biểu tình đó thì tôi chắc sẵn sàng tôi cho địa chỉ. Cái số phone ông ấy, cái số phone tôi trước đây ông biết nhưng mà tôi đã đổi rồi. Nếu mà ông cần á thì ông hỏi những cái người bạn tôi vẫn còn đang liên hệ với ông, cái số phone của tôi thì có cái số phone của tôi. Và nếu ok ông không có chê tôi là một cái thằng vô danh tiểu tốt, tôi sẵn sàng ngồi với ông bất cứ ở đâu để tranh luận, nhưng mà không có chửi, tôi không muốn chửi. Nhưng mà khi tranh luận á, ok phải trân trọng để cho tôi nói hết câu, tôi nói hết, hết những cái gì rồi ông nói, cứ thế chứ không được, không cắt ngang. Đó là cái vấn đề. À, còn nếu mà ông chê tôi là cái thằng vô danh tiểu tốt không đáng để cho ông nói thì thôi ok, ông cứ nói và tôi cứ livestream. Qua cái vấn đề cách đây mấy hôm thì quý vị là nhận định biết rồi, sự thật đó đối với tôi, ông Ngô Kỷ á, là chỉ phe nhóm thôi. Tôi không dám nói là ông ăn tiền bên này hoặc là lấy tiền bên này đả phá bên kia. Tại vì sao? Ok, cái vấn đề bất cứ ở cái đây, ở bên Việt Nam một lần ông mới hửi cái hơi là người ta cộng sản thôi. Như là trước đây cái báo Người Việt chỉ có một vài bài thôi thì ông kéo người ta đến biểu tình suốt cả năm trời. Đó. Báo Người Việt chưa treo, ok. Họ 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 lỡ đăng một cái tin là ok, có một cái hình ảnh phản cảm, một cái chậu nước, cái chậu rửa chân có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cộng một cái người trẻ, cộng là con cái HO ở bên này vẽ thôi, hoặc là chụp thôi, thì đã biểu tình suốt cả năm trời rồi. Đó. Thì bây giờ ok, một ông thị trưởng gốc Việt mời một diễn viên, mà diễn viên đó cũng là mặc áo cờ đỏ sao vàng vậy, cũng đã cả tham gia vấn đề xã hội trong Việt Nam, cũng cũng mang những cái t-shirt, cái áo t-shirt cờ đỏ sao vàng vậy, thì ông cho rằng là nhẹ. À, trong khi Đàm Vĩnh Hưng á, ok, thì trước đây Đàm Vĩnh Hưng ở trong Việt Nam á thì cũng hát những cái sự kiện, cũng tham gia những cái sự kiện tương tự như thế, thì qua bên đây là truy diệt người ta là sao? Qua đó cho chúng ta thấy được cái vấn đề chống cộng của ông Ngô Kỷ là chống cộng là chống cộng như thế nào, hay là chỉ là phe phái? Có phải chăng á, ông Tạ Đức Trí là phe của ông, về phe của ông Ngô Kỷ, nên ông cho đó là cái chuyện nhẹ? Cái đó tôi thấy không công bằng, chống cộng phải công bằng. Bởi vậy qua cái vấn đề sự kiện mà cô diễn viên vừa rồi trong cái phim mà Hà mà Hai Phượng đó, tôi thấy là không công bằng cho Đàm Vĩnh Hưng. Thế những cái đó thôi chứ bằng Hà Nhục, cái nghề của tôi á, ông xuyên tạc tôi là cái nghề chỉ biết cái thằng lái xe truck thế này. À, chị biết cái làm ăn rồi về có chút đỉnh tiền áo gấm về làng. Tôi có áo gấm về làng không á, bạn bè tôi về tôi liên hệ với những cái người bạn tôi ở bên Việt Nam ở Đà Nẵng á, các em đó biết tôi có áo gấm về làng hay không? Chứ ông cứ ở bên Mỹ đây á, mà ông nửa vòng quả đất á, thì ai về Việt Nam còn áo gấm về làng, cũng áo gấm về làng, cũng là về cái là về chân dài, cứ cứ về cái là ok, về là gái gú chân dài. Cái đó là cái hàm hồ, biết không? Cái chính trị hàm hồ, cả vú lấp miệng em, nó không có trong sáng và nó không có là cái đàng hoàng. Trong khi ở lông trên người lúc nào cũng khoác cái áo, tạo cho mình là một cái tiếng nói chính nghĩa, khoác một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Sự thật chính những cái người đó là những người đang bôi nhọ cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Có biết chính xác người ta về cái mục đích gì, biết người ta áo gấm về làng không thì nói, biết cái người đó về có gái gú chân dài hay không thì ok thì nói, chứ đừng có nói kiểu đó. Đừng có bôi nhọ đối phương của mình, đừng có bôi nhọ đối phương của mình. Đó là những cái người bị ổi nhất,
Người ta nhìn vào những cái người có học, những cái người mà tử tế, họ nhìn vào họ nhận định mình được, mình là cái cá nhân mình là cái thuộc cái loại không có tử tế. Trong khi không có bằng chứng phân ra. Tôi nói thật cái vấn đề tôi đi làm đó, tôi so sánh, nếu tại vì ông Ngô Kỳ nói tôi là cái thằng xe truck có hàm ý, tôi là cái thằng ok không có bằng cấp bên này, chỉ có bằng lái xe chạy xe truck thôi. Tôi mới nói dù sao tôi làm cái nghề này, tôi vẫn đóng thuế cho cái quốc gia đã bao dung tôi, nuôi dưỡng tôi hơn ông Ngô Kỳ suốt bốn mươi mấy năm không làm được một cái đồng nào hưởng trợ cấp. Ông là cái người mà ăn bám xã hội, ăn bám những cái đồng tiền thuế của chúng tôi. Tôi nói thật vậy. Đáng lẽ những cái điều đó ông phải tự xấu hổ với chính mình. Ông làm được mấy năm, năm trời, rồi ông sống không, rồi ai ai chê ông homeless, rồi ông nói tôi homeless Ngô Kỳ thế này thế nọ. Trong khi rồi ok ông lại lấy những cái lời là ok muốn lấy cái nghề nghiệp của những cái người khác, như là ok ông hàm ý nói tôi là cái không có cái bằng cấp, có ai qua đây có bằng kỹ sư thế này thế nọ, tôi là cái thằng mà không có bằng cấp gì, biết cái bằng lái xe hơi là lái xe truck thôi, nên tôi mới nói cái điều này. Dù sao tôi chạy xe truck tôi vẫn đóng thuế, tôi vẫn làm lợi cho kinh tế Mỹ hơn ông, tôi có bổn phận người công dân Hoa Kỳ hơn ông, tôi không có ăn bám vào những cái đồng tiền tiền thuế của người dân như ông đó. Tôi muốn nhắn gửi ông Ngô Kỳ cái điều đó, muốn ông muốn gặp tôi ở ngoài tôi không có sợ đâu, ông hầm hồ thật đó, ông hầm hồ thật, nhưng mà tôi không có sợ cái hầm hồ đó của ông đâu. Tôi nói thật với ông á, những cái người nào ở Little Sài Gòn đánh giá Ngô Kỳ cao, tôi đánh giá rất là thấp, tại vì ông chỉ là thợ chửi. Tôi nói thật, tôi đâu có sợ, tôi nói cái tính tôi không có sợ thằng nào cả. Khi tôi nói tôi chả sợ cái thằng nào. Nếu mà ông muốn thì ông cứ inbox cho tôi đi, tôi về chuyến này tôi sẽ gặp ông Gypsy ở Gypsy Cà Phê Gypsy. Những cái tiếng nói của ông bấy lâu nay ấy, ông tưởng là ông có power, sự thật là họ không muốn dai dẳng, tại vì họ biết Ngô Kỳ là cái loại rất là dai dẳng thế này thế nọ, họ không muốn dây với hụi thôi. Tôi nói cho ông rõ như vậy, họ có muốn dây với hụi nhiều chuyện thôi, họ để làm ăn thôi. Rồi ok qua cái vấn đề đó đừng có nghĩ là họ ok họ họ muốn làm lành với mình, có nghĩa rằng là họ trân trọng những cái lời mình nói. Xin lỗi đâu không có đâu, họ không muốn dây với hụi để họ làm ăn thôi. Những cái người nào sợ ông cho đối với tôi không có sợ. Tôi nói là những cái gì tôi không nói thì thôi, tôi nói ra là tôi nói thẳng. Tại vì ông đâu có thua gì đâu. Những cái người đáng tuổi lớn hơn tôi, những cái người đã từng tham gia vào cộng đồng, ông còn chửi cha mắng mẹ khi ông lên, tại vì sao ông không phân tích được những cái mặt cái gì họ sai mà ông lên là ông đưa cha mẹ người ta chết rồi, đó là cái nhân bản của ông đó hả? Ông đang khoác trên người cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, đó là ok cái căn bản của cờ vàng ba sọc đỏ đó hả? Ông là cái người chính, ông là cái người bôi nhọ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chính thể Việt Nam không có tào tạo ra, không có dạy ra con người như thế. Tôi nhớ tôi nhỏ nhỏ tôi đi học như vậy, tôi nhớ như vậy. Có đặt nặng về vấn đề nhân bản chứ không phải như ông đâu. Cái nhân bản không có nghĩa rằng là ok đối thoại với người ta, không đồng ý với người ta cái là lôi cha mắng mẹ người ta ra để chửi, lôi họ hàng người ta ra để chửi, đó là những cái trò rất là tồi bại, rất là bị ổi. Nghe ông Ngô Kỳ, ai sợ cái miệng hầm hồ của ông? Tôi không có sợ đâu. Tôi nói thật cả ông á, ông muốn chơi kiểu gì tôi chơi được cả. Hôm trước ông còn lần tôi nghe cái clip cái livestream của ông vừa rồi, ông nói là ông rất nhất là chụp hình với tôi cũng đâu có khó chụp hình với ông đâu. Chẳng qua với tôi chơi ở Little Sài Gòn nên tôi chơi đủ thứ. Tôi có thể ngồi nói chuyện với tụi băng đảng, tôi đã từng ngồi, tôi chơi với đủ thứ người. Thấy không? Tôi ra xã hội là phải vậy. Thì ông muốn chụp hình thì ông chụp thôi chứ tôi đâu có muốn chụp với ông đâu. Tôi tưởng là ông tưởng là tôi mà dựa vào cái hơi ông để tôi chống cộng à? Ông có cái gì để tôi dựa vào, để tôi hạnh diện để chụp với ông? Tôi trân trọng cái vấn đề chống cộng của ông và tôi khuyên ông, ok, muốn thu phục lòng người, muốn lật đổ cộng sản như cái lời ông rêu ra 43 năm qua thì ông ít lắm đó, là ông nên ok mời gọi những cái người ở trong Việt Nam bằng cách này hoặc cách nọ, may ra họ nghe để ông có nhân sự
để mà ông lật đổ. Còn kiểu như ông ok, ông nói không có ai nghe cả thì làm sao ông có nhân lực ông lật đổ? 40 mấy năm qua rồi, những cái người chống cộng ở bên này chưa chắc họ nghe ông nữa. Hãy suy nghĩ thực tế đi. Rồi có một cái nhân vật, tôi luôn tiện tôi kể luôn, có một cái nhân vật tôi quên tên rồi. Chắc có lẽ tôi nghe bạn tôi nói rằng là cái người đó đang là làm livestream tố tôi. Người đó đang ở Houston. Thì trước đây tôi tưởng khi mà tôi đưa lên cái clip á, ở Việt Nam á, thì người đó inbox với tôi. Nó rất là tử tế, tôi nói ok. Ok, tôi sẽ livestream. Trong khi cái ngày tôi xuống dưới Rạch Giá, tôi dự đám cưới với bạn tôi á, thì cái tối đó thì anh ta nói là livestream, tôi nói rất là tử tế, tôi nói ôi tôi xịn quá, để lúc khác, mà ở dưới đó không có, tại vì tôi về Rạch Giá nhưng mà về vùng quê. Ở đó cái là cái internet nó cái data ở trong phone tôi nó rất là yếu. Thì bắt đầu anh ta lý do treo lên liền, xị nhục liền. Nhưng mà sau đó tôi vào cái website của người đó thì tôi thấy một y chang à, vào cái trang của người đó một y chang là thờ chửi. Thì tôi cần thiết tôi phải là livestream với người đó hay không? Tôi cần thiết hay không? Những cái gì tôi muốn nói thì ok tôi viết, hoặc là rảnh thì tôi livestream như là hôm nay thôi. Và những cái gì tôi muốn nói đâu có phải là nói cho những cái người đó nghe. Tôi muốn nói cho những cái người tử tế nghe. Họ có thể đồng ý với tôi, không đồng ý với tôi. Nhưng mà ok, không đồng ý thì ok, mình tranh luận trong cái vấn đề mà trân trọng lẫn nhau. Cái gì đúng cho đúng, cái gì sai cho sai. Chứ đừng có bảo thủ. Tôi về tôi đưa ra hết, tức là bằng chứng, nhưng mà có cái tuổi thổ tả, tôi nói là cái tuổi thổ tả, tôi ghi ra rất là rõ ràng. Tôi về thành phố Sài Gòn, đầu tiên cái bài của tôi đầu tiên là cái thành phố Sài Gòn. Tôi thấy rằng là dân cư ở thành phố càng ngày càng phát triển và họ sống sung đời sống của họ sống sung túc hơn cách đây 5, 10, 15 năm về trước. Cái điều đó có đúng hay không? Thì cái tuổi thổ tả nó cắt hết. Nó cũng dựa vào chính nghĩa cờ vàng nha, những cái người treo cờ vàng đó, chính nghĩa cờ vàng để cắt không hết, còn chữ sung túc. Nói bây giờ thì về tuyên truyền là khen bưng bô cho cộng sản thế này thế nọ. Sự thật cộng sản nó cần tôi bưng bô à? Tôi là cái thằng gì, tôi đâu có tiếng nói gì đâu mà cộng sản cần tôi bưng bô. Cộng sản nó tuyên truyền, ok, cộng sản nhà nước Việt Nam á, cộng sản nó tuyên truyền á, bây giờ có những cái tờ báo Việt Nam Economy, những cái tờ báo ngoại quốc á, nhờ vậy mà những cái nhà đầu tư ngoại quốc nó đưa tiền đưa bạc vào những cái thành phố, nó đầu tư về lĩnh vực du lịch, thế vào những cái lĩnh vực khác. Chắc cái tiếng nói tôi có đủ mạnh để cho người cộng sản á, là ok mua chuộc tôi để tuyên truyền hay không? Trước khi nói á, ok quý vị cũng phải nhìn lại cái lời của nói của mình đó, nó có thuyết phục hay không? Đừng có cắt xén, đừng có chơi cái trò cắt xén như vậy, nó bị ổi mà nó đê tiện lắm. Tôi nói thật á, ok, tại vì sao tôi nói rằng là bây giờ tôi không có vàng, tôi không có đỏ. Cái la vạc, lá cờ đối với tôi chẳng qua là một cái biểu tượng thôi. Tôi trân trọng những cái người hy sinh trước đây. Tại vì tôi ở trong miền Nam, tôi trân trọng họ thật. Nhưng mà ngày hôm nay, ok, những cái người cầm cờ vàng á, đã làm cái biểu tượng đó nó biến tướng rồi. Người ta, ok, nhận định, người ta nhìn vào nhận định quý vị cầm cái biểu tượng đó qua cái cách hành xử của cá nhân quý vị. Bốn mươi ba năm qua phải nói rằng là sau thập niên cuối thập niên 80 đến nay, ở ngoài cũng giống như là ở trong, tôi nói đại đại đa số nha, tôi không nói hầu hết, quý vị đã dùng cái biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ để tranh chấp, để chửi bới, để chụp mũ, để thóa mạ nhau, để xuyên tạc nhau. Cái người nào không có ưa quý vị á, thì quý vị là suy diễn ra để chửi cha mắng mẹ người ta, như là ông Ngô Kỳ đã chửi ông Hoàng Duy Hồng, luật sư Hoàng Duy Hồng. Quý vị mỗi cái lần diễn đàn ấy, quý vị cái là ok phía sau là cờ vàng ba sọc đỏ, thậm chí có những cái chương trình đó là mở cái bài quốc ca này công dân ơi nữa, nó nghiêm túc lắm, ok, rất là nghiêm túc, chầu cờ xong cái bắt chửi người ta,
Thì làm sao người ta muốn đến gần? Bởi vậy cái lý do đó, ok, tôi công bố rõ ràng, tôi không có vàng, tôi không có có đỏ, tôi là một cái người Việt Nam, tôi buồn, tôi vui với cái dân tộc, cái người dân ở trong Việt Nam, họ sống tốt hơn thì tôi vui với họ. Tôi chỉ nhìn ok cái vực lãnh vực chính trị là khác, tôi không làm chính trị. Đối với tôi á, ok cái vấn đề đầu tiên á là đến về dân sinh. Tại vì tôi ra đi đầu tiên, cái tôi bước chân ra đi xuống chiếc tàu rất là nhỏ ở Đà Nẵng á, tôi ra đi tại cũng vì cái lý do dân sinh đầu tiên tôi mới đi. Thì bởi vậy khi mà tôi nhìn vào trong Việt Nam, tôi nhìn vào trong nước á, cái vùng nào, cái cụm dân cư nào dân sinh họ tốt hơn thì tôi mừng cho người dân ở đó, tôi mừng có gì sai. Thì bây giờ ngày hôm nay họ có đầy đủ, họ có xe hơi, thậm chí có những người có xe hơi, có những cái nhà họ trước đây á, ok họ phải nấu củi nấu than, thì bây giờ họ lại có bếp ga, họ có tủ lạnh, họ có máy lạnh. Tại vì sao không có mừng cho họ? Cái điều đó đáng mừng cho họ hay không? Thế là quý vị, tại vì ok họ đang sống trong cái chế độ là cộng sản mà quý vị đang chống, nên những cái điều đó không có đáng mừng cho họ. Nếu vậy thì quý vị đấu tranh đòi lực lượng cộng sản với mục đích gì? Cho người dân hay là cho cái gì? Nếu cho người dân thì phải biết vui mừng với người dân, biết buồn cho người dân, phải biết vui cho người dân chứ, qua từng giai đoạn chứ. Tôi thấy đại đa số quý vị ok chống cộng không có phải cho người dân. Trong khi tôi đã nói rất là rõ, tôi về cái cụm dân cư, những cái nơi nào phồn vinh, những cái nơi nào người dân sống sung túc hơn trước, tôi mừng cho họ. Thì quý vị ok bẻ tin tưởng bẻ đi, tại vì sao không có vùng quê, tại vì sao cái nào vườn hạt đó lực hơn thế này thế nọ, đó cái chuyện đó là chuyện khác, cái chuyện đó là một cụm dân cư, một cái số nhỏ ở đó thôi. Còn tôi đang nói ok một cái số đông cái cụm dân cư thuộc cái lãnh vực thành phố đó nó khác. Tôi không có thể lấy những cái chuyện đó mà phủ nhận những cái vấn đề an sinh, tức là cái an sinh của đại đa số của một cái cư dân của một thành phố được. Rồi quý vị nhìn lại đi, cuối thập niên 80, những cái người vông dân đặc biệt ở Little Sài Gòn họ rất là đấu tranh, nhưng mà ngày hôm nay á, một cuộc biểu tình á, thì tại vì sao đếm trên đầu ngón tay là tại vì sao? Quý vị có bao giờ làm cái thống kê và tìm hiểu tại vì sao hay không? Tôi nói thật, quý vị phải tìm hiểu chứ, tại vì sao cuối thập niên 80 cái dòng người, những cái người tị nạn qua bên này, qua nhiều ngã, mỗi lần có cái vấn đề gì thì họ tập trung rất là đông ở cái phố Bonsa, nhưng ngày hôm nay thưa thớt chỉ có nhóm người, là tại vì sao vậy? Tại vì cái cách chống cộng của quý vị ấy, càng ngày càng làm cho những cái người dân ở đây càng xa lánh, họ sợ đến gần lắm. Tôi có những cái người thân là cựu HO qua bên này, các bác đó ok thấy cũng sợ luôn. Tôi nói thật, đúng ra là quý vị nên tìm hiểu mới có một cái thống kê, tìm hiểu như vậy để tìm cách sửa lại. Nếu mà quý vị thực sự là những cái người đấu tranh và mời gọi những cái người khác cùng tham gia với quý vị, thì quý vị phải nhìn lại chính mình, cái cách đấu tranh của mình, tại vì sao mà càng ngày càng có nhiều người trước đây họ trong hàng ngũ của mình, bây giờ họ xa rời mình và thậm chí về ở trong Việt Nam để tìm hiểu cái tâm lý và cái nguyện vọng của người dân, đặc biệt là giới trẻ ở trong Việt Nam từ Bắc đến Nam, để xem họ đang mong muốn và khao khát cái gì. Họ có khao khát lực độ cộng sản hay không, và cái số khao khát lực độ cộng sản cái không đó được bao nhiêu phần trăm, và cái số chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại bao nhiêu phần trăm, để mà mời gọi, để làm một cái cuộc thống kê, để ok để mà mời gọi những cái người đó tham gia vào cái mục đích của quý vị. Giống như ông Ngô Kỷ, 43 năm qua ông đã về hay đâu, ông chỉ đặt qua báo chí à, thì ông làm tin làm tướng nói như ta đây biết rồi, ai về ông cũng phê phán cả, áo gấm về làng. Xin lỗi, sự thật tôi về Đà Nẵng á, bạn bè tôi á, ở Đà Nẵng á, nó dùng tiền nó đốt tôi được á. Tôi nói thật, tôi đi đâu nó bắt trả tiền đó. Sự thật á, nó mời tôi vào những cái nhà hàng tôi rất là ngại. Nếu mà ở Mỹ tôi không dám vào những cái nhà hàng như thế. Tôi nói thật, bạn bè tôi ở Đà Nẵng và Sài Gòn,
tôi không dám vào, tại vì cái túi tiền mình không cho phép mình vào. Bởi vậy khi bạn bè tôi nó mời tôi vào ở đó, tôi rất là ngại. Tại vì không lẽ mình ở bên này mình về rồi bạn bè nó mình bạn bè để bạn bè nó phải bao mình thế này thế nọ. Mà sự thật bạn bè tôi là nó không cho tôi trả tiền. Hoặc tôi giành lấy cho trả tiền. Ông Gấm về làng trước đây, có thể ông okay, trước đây vào thập niên khi Việt Nam mới mở cửa vào năm 1990, đầu năm 90 hoặc cuối năm 90 á, thì tất cả những cái vấn đề kinh tế ở trong Việt Nam, những cái nhu cầu của người dân nó càng hạn hẹp và người dân chưa làm ra tiền, thì ok có thể rằng là một cái người Việt kiều về bên này á, thì cũng người ta biết liền qua cách ăn mặc. Không? Còn bây giờ sự thật là tôi về tôi chạy xe máy á, họ người ta nhìn tôi như tưởng cái thằng tôi thằng xe ôm. Tôi về có 2 ngày nó diễn ra nó ăn đắng đang thui rồi tưởng thằng tôi thằng xe ôm đó, tôi nói thật á. Ở đó mà về mà áo gấm về làng. Còn tôi về sự thật là tôi kiếm một cái khách sạn rẻ nhất thành phố Đà Nẵng tôi ở. Từ ở Sài Gòn cũng thế. Bạn bè tôi biết đó. Bạn bè tôi biết đó. Khách sạn mà quý vị ở trong Việt Nam biết cái khách sạn ở ngay thành phố Đà Nẵng và Sài Gòn đó, giá một đêm ngày 270 ngàn Việt Nam đến 300 ngàn đó, thì quý vị biết là cái khách sạn đó như thế nào rồi. Tôi chỉ quan trọng có cái máy lạnh. Và tôi quan trọng cái tiền tôi không có phung phí. Về bên đó ok ở bên này Mỹ này tôi đã ở cái khách sạn được cái được một cái phòng tốt như là cái khách sạn 1 sao hay chưa, tôi chưa có, tôi nói thật tôi chưa có, nên tôi không có phí cái chuyện đó. Tôi về Việt Nam ok tôi vẫn vẫn sống có thể là ok tôi trên trên tư cách là một cái người đi du lịch, tôi về tôi sống ok nó tôi xài tiền mạnh tay hơn một chút. Tôi ở Mỹ thôi, ở Mỹ tôi không dám xài tiền nhiều đâu. Ở Mỹ tôi không dám ngày nào tôi cũng ra quán tôi nhậu đâu. Tôi nói thật. Tôi không có ngày nào cũng là kêu bạn bè đi uống cà phê đâu. Một tuần lúc nào tôi về tôi mới ra quán cà phê một lần. Bởi vậy tôi về tôi kiếm một cái phòng đó, tôi quan điểm là ok, cái khí hậu Việt Nam nó nóng quá. Cái giấc ngủ mình rất là quan trọng. À, cái nóng có rất là khó ngủ nên tôi kiếm bất cứ ở đâu có một cái khách sạn có cái máy lạnh tôi ngủ thôi. Còn tôi dùng cái đồng tiền đó tôi có thể được đi chơi với bạn bè, tôi gọi người bạn này đi ăn một bữa cơm, đi gọi những người khác uống ly cà phê, hoặc thậm chí tôi dùng cái đồng tiền đó tôi cho những cái người thân của tôi cho những cái người thân của tôi nó có giá trị hơn. Trong khi mà ở bên này ông Ngô Kỷ hoặc là những cái người chấm cộng, những cái chấm cộng bẩn thỉu, tôi nói rõ ràng là những người chấm cộng bẩn thỉu, bất cứ ai về cũng nói rằng là ok áo gấm về làng. Rồi ai về cái nó là gái cũ. Tôi về tôi không có bạn à, tôi không có em út bà con của cháu chắc của tôi à. Tôi chụp cái con nhỏ nào đưa lên cái ô chồng lên lên xuyên tạc. Đó là cái trò bẩn thỉu. Mà tôi nghĩ rằng là những cái người ok với cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa không có đào tạo ra những cái con người như thế. Tôi còn nhỏ tôi còn nhớ. Có thể đó là lý thuyết, tôi không có biết. Tại vì thời gian bấy giờ tôi chỉ học ở trường. Cái lý thuyết nó rất là hay. Cái nền Cộng Hòa, ok, do ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lên, ok, tôi đọc những cái điều căn bản đó là tôn trọng nhân cách, nhân vị và nhân phẩm của con người. Song song đó, tôi còn nhớ những cái tờ truyền đơn để rải lên ở những trên rừng cho những cái người ở miền Bắc vào, Cộng sản vào miền Nam á, với những cái lời lẽ rất là tình người. Chứ không phải như ngày hôm nay quý vị á, chửi cha mắng mẹ người ta, chỉ khác biệt một cái, thì đào mồ đào mạ người ta lên để chửi. Quý vị chính quý vị là những cái người ok làm biến tướng cái lá cờ cái biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ, và tôi tin rằng nếu quý vị không thay đổi á, thì càng ngày càng có những cái người xa rời quý vị như tôi, như cá nhân tôi. Những cái gì tôi làm tôi biết tôi sẽ bị phản ứng, cái điều đó tôi biết biết trước rồi, nên quý vị tha hồ rung cây nhắc khỉ. Tôi là cái thằng dám nói dám làm.
cứ hỏi ai về một cái rằng là nhồi sọ bưng bô cộng sản thế này thế nọ, cứ xuyên tạc đủ thứ bưng bô sự thật các ok. Có tại vì sao cứ đánh chắc hỏi đi, tại vì sao những cái người từng là tị nạn cộng sản, từng là HO, từng là ở tù đọa đày trong những cái lao tù của cộng sản trước đây ở miền Bắc vào bây giờ, các chú các bác đó hàng năm đua nhau về Việt Nam kìa. Có cái gì tốt, có cái gì đó tốt đối với họ, họ mới về chứ. Quý vị đấu tranh tốt, nhưng mà đừng bắt buộc mọi người khác là giống như mình. Mà người khác á, không giống như mình á, quý vị đừng bỏ đi cái tật chửi đi, xuyên tạc, nói như đúng rồi, như là ông vừa rồi ông Ngô Kỷ nói, tôi về áo gấm về làng, về cặp được ba bốn con chân dài đó. Ok, tôi lên cái mạng truyền thông này á, nếu những cái người ấy, những cái cô gái mà tôi đã từng đi ăn uống chụp hình á, các em nếu mà thấy anh có cờ quạng hay là qua những cái lần đi chơi, chúng ta đi chơi ăn uống với nhau vui vẻ, anh có điều gì sàm sỡ đối với các em không, thì các em cứ tố cáo anh. Còn nếu không thì các anh cũng nên lên tiếng để mà dạy cho những cái người chống cộng ở bên này một cái bài học, là các ông là cái loại sàm khoác trên người một cái cờ vàng ba sọc đỏ, ngày đêm lúc nào cũng vậy hết á. Chiếc xe thì sơn màu vàng kẻ ba sọc đỏ, áo mũ thiếu cái quần thôi, một bên cờ Mỹ một bên cờ vàng, mà toàn phăng ra những cái chuyện bị ổi, tạo ra những cái điều bị ổi để mà xuyên tạc người khác. Cái thành phần đó có kính hay không, cái thành phần đó là những thành phần đang làm dơ cái, nó biểu tượng cái cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi nói thật, nếu muốn tôi sẵn sàng tôi đối kháng với quý vị. Quý vị làm bà Lát tôi sẵn sàng tôi đi khám, quý vị chụp mũ tôi cộng sản cũng được. Và tôi đối kháng công khai chứ không phải là mẹ tôi ngồi ở trên xe trước tôi nói đâu. Tôi sẵn sàng tôi nói ở Little Sài Gòn. Cái gì tôi hứa tôi làm. Tại vì trước đây tôi đã nói rằng là ok, tôi nghe phong phanh có những cái người từng là bạn của tôi cố tình móc ông Ngô Kỵ vào trong một cái status của họ để móc ông Ngô Kỵ vào, thì tôi có nói rằng là ok tôi đợi ông Ngô Kỵ nói tôi sẽ nói, còn những cái thành phần ok đó tôi không có muốn nói đó. Rồi ban ngày hôm nay là cái điều tôi thực hiện cái lời hứa của tôi. Còn những cái người tôi chưa biết ở xa tôi chưa biết, tại vì ông Ngô Kỵ là những cái người mà tôi đã biết mấy chục năm qua và đã từng gặp ở ngoài, nên tôi sẵn sàng tôi đối kháng lại với những cái tiếng chỉ trích hoặc là những cái tiếng chửi bới của ông Ngô Kỵ hoặc bất cứ người nào mà tôi đã gặp. Còn những cái người tôi chưa gặp, tôi không có phí thì giờ, cái giờ tôi để tôi làm ăn, tôi kiếm tiền, tôi còn du lịch Việt Nam nữa. Tại vì cái plan của tôi là cuối năm tôi về Việt Nam. Ok, xin cảm ơn quý anh chị, quý vị đã theo dõi cái livestream của tôi. Xin chào mọi người ha.